giọng quen đấy. Vừa thấy giọng quen này. Anh lên ở trên đấy nha. Vừa nó động to lắm mà. Bên đây. Còn đi. Đi vào khoảng này, đi vào, đi vào. Vừa mới động đây xong rồi này. Ui, lên rồi, đây. Trong này. Anh gắn cái quả đấy nhá. Sao đấy ạ? Con rùa đấy, con này cắn đau lắm đấy. Ui. Ui, cái đầu của nó kìa, nó thỏ lên kìa. Ui. Chua. Ôi nó ủ nước cát gạt nó trên này nha. Gạt nó lên này. Ui, kéo lên trên này không có xuống nước mất. Ui. Ui, nó lật được lại ghê nhờ. Ai cái mồm nó kìa. Cầm tay được không? Cầm chân thế này được không? Cẩn thận đấy. Ai cả cái móng nó. Cái móng sắc đấy. Cẩn thận chút nữa. Chút nữa vào cái. Ui. Này nha, anh cầm hai cái chân đó. Cầm thế này à? Ui. Cẩn thận đừng cho vào cái mồm của nó nhá, cho vào cái mồm nó cắn cho ác ấy. Ui. Ngon này đâu chưa? Ngon rồi, ngon rồi. Đây. Đừng dí sát vào người, nó mổ cho nó cắn đấy. Rách cuồn luôn. Đây. Rách cuồn luôn. Ui cái móng của nó nè. Về mà nó cào cho nhỉ. Ngon rồi. Ui, to bự. Anh này à. Chắc là nó lên cái đây là nó tìm nỗ ở trên này.
Ai da? Mùa này có phải mùa sinh sản của nó không nhỉ? Thì em cũng không biết được, nhưng mà chắc nó đang đào lỗ để nó tìm chỗ sinh sản đấy ạ. Mềm đấy, anh cầm thử cái mềm này. Ừ, mềm. Mai rùa nó phải cứng rồi. Nó không giống như con rùa. Ừ, đuôi nữa này. Cái đuôi cái đít. Đít lại cứ cứng như nhọn nhọn nhỉ. Ừ. Đít. Ôi, như cái đầu luôn này, nhìn á. Bên này cũng giống như cái đầu luôn. Đấy, đi chưa. Giống như cái đầu luôn nữa. Cẩn thận đấy anh à. Ui, có vươn ra nhìn này, cổ nó dài chưa? Được 15-20 phân đấy nhỉ. Ngon rồi. Bây giờ tóm à. Tóm nó sao được. Tóm đầu, cầm thế này nó có thò đầu nó ra không? Không tóm được đâu, không may nó đớp phải to lắm. Ui à. Ui. Hay đừng vào mũ. À đây, đồ. Có ấy không? Ui. Kinh nhìn cái đầu nó dài nhỉ. Đi bỏ vào trong cái làn này. Bỏ vào trong cái làn này. To nhỉ. To. To bằng cái mũ luôn. To bằng cái mũ luôn này. Cái này này cứ cầm ngược nó như vậy là nó không đặt lại này. À ui. Kinh đấy. Cái cổ nó vòng được ngược đằng sau mà. Nó dài, cổ nó dài nhỉ. Dài thối luôn. Cho vào đi, cho vào trong này đi. Cái này anh em cứ cầm như vậy vậy. Ừ, thì cầm thế cũng được. Từ giữa để em cầm. Cứ thử, cái cổ nó dài, nó thỏ ra, nó cắn mất con tay đi đấy. Đây như vậy được, đi anh em. Ngon rồi. Đi anh em, lên.